Nhắn ai về đất phương Nam, đất đượm phù sa, cây trái ngọt lành, hương lúa nếp dịu dàng bản lãng, lan tỏa khắp trời bao la. Tôi là Quỷ Cốc Tử, một kẻ lang thang, đam mê khám phá những vùng đất mới. Nhưng lần này, Quỷ lại có một hành trình về hương vị. Khách đến nhà không trà cũng rượu, ghé thăm dì Bảy Huỳnh ở làng Phú Lễ Bến Tre, Quỷ được mời ngay cái loại rượu quý của làng. Lưu luyến thứ hương rượu nồng đượm này, Quỷ lên đường khám phá hành trình hương vị của dòng rượu chứa đựng tinh hoa làng nghề 200 năm tuổi. Điểm đến đầu tiên là trang trại mật ong hoa dừa. Quỷ khá bất ngờ vì đàn ông ở đây rất hiền. Hằng ngày chúng cần mẫn tạo ra giọt mật ngọt ngào cho thức rượu ngọt thanh đáng quý. Tạm biệt đàn ông, đón Quỷ là cánh đồng lúa nếp chín vàng bát ngát. Mỗi hạt lúa như chất chứa cả tinh hoa đất trời, để rồi trở thành nguyên liệu nền cho dòng rượu thơm đậm ấm vị quê hương. Nối tiếp hành trình, Quỷ tìm đến vị chát của chuối hột rừng. Chuối hột rừng mọc tự nhiên, mạnh mẽ như cỏ cây, nên mang trong mình thứ dược chất càng tuyệt vời. Sau khi thu hoạch, chuối hột được đem đi sơ chế, ngâm ủ cùng rượu nền để tạo nên một thứ cốt rượu đậm đà, mê say. Nhắc đến đây thì không thể thiếu bài Hồ Men 36 vị thảo mộc, khiến hương rượu càng thêm the, cay, thơm nồng. Đình làng Phú Lễ là minh chứng cho cội nguồn văn hóa của người dân. Đến đây, Quỷ được bác đại cả kể về 200 năm lập và giữ làng. Hàng năm, đình làng vẫn đón những người con Phú Lễ trở về tri ân tổ tiên, quây quần bên ly rượu ấm tình làng nghĩa xóm. Đi rồi mới hiểu, nét văn hóa này vẫn được duy trì và phát huy cũng nhờ vào mô hình sản xuất độc đáo, đó là sự kết hợp từ vùng nguyên liệu đến làng nghề ủ khắp rượu truyền thống và nhà máy sản xuất hiện đại. Quỷ tin rằng rượu vị nhân sẽ góp phần gìn giữ nét văn hóa khắp rượu lâu đời, giúp cuộc sống mưu sinh của bà con thêm ổn định, để những chén rượu luôn đượm tình, đối ẩm, đoàn viên.